cái nó trải dài như thế, một đầu thì nó chỉ nối có một điểm như này, anh em xem hình minh họa đây biết, một đầu nó còn nối một điểm, nhưng một đầu nữa thì nó trải dài ra như thế. Vì thế nên cái lực của nó khi mà cả cái mảng cơ nó phát lực thì có nhiều góc nhá, nhiều góc để nó phát lực. Em thấy là tập bằng dây kháng lực này tuy nó không sướng bằng cái kia thôi, nhưng mà nếu mà anh em biết cảm nhận cơ, biết về các điểm nối của cơ và biết cơ nào cơ chủ lực và anh em đang muốn tập vào cái phần cơ nào thì anh em suy nghĩ vào đấy thì tập nó vẫn phê nhá. Và anh em xem lại cái video trước nữa về cái ba cái trạng thái khi cái cơ nó diễn ra trong bất kỳ bài tập nào, nó có ba trạng thái, thì anh em vào kênh YouTube, lên app YouTube gõ Nguyễn Bảo Bằng rồi vào kênh YouTube của Bằng thì xem lại những video đấy, thì anh em tập ở nhà vất phê nhá. Ở đây là Bằng có một cái góc như này thôi, và Bằng có máy, Bằng tập máy, Bằng có thể miêu tả lại cho anh em bằng những cái này. Thì anh em ở nhà có những cái vật dụng mà để treo lên hay để móc vào để ngồi thì vẫn tập được rất là ok. Xem lại cái video trước nữa à, biết cấu tạo cơ. Thì hôm nay Bằng sẽ chia sẻ về một cái cơ mà khiến anh em tập gym thì rất quan tâm cái cơ này, nó tạo cái hình V rất là đẹp cho anh em. Nhưng mà chị em không biết cái bí mật này này. Chị em hay thích là cái eo mình đẹp, thì khi tập cái cơ xô này ấy, cơ lát, thì nó sẽ khiến chị em có cái vòng eo rất là đẹp và nó V ra. Thì cái tương quan giữa cái vòng 1 và vòng 2, ví dụ vòng 2 các bạn cũng không nhỏ lắm, nhưng mà vì vòng 1 nó V ra to thì cái tương quan cách nhau khoảng 20 phân đúng không, thì có cái tương quan rất là đẹp, nó tạo ra cái eo như vì thế. Nên là các chị em hay mặc cái áo mà áo thắt nịt đấy, áo thắt nịt thì nó cũng ve ve kiểu như thế, nhưng mà mặc cái áo đấy thì nó khốn nạn lắm, nó không những ảnh hưởng sức khỏe nhưng mà nó khó chịu. Thì cái cơ mà khiến không những anh em đẹp mà chị em cũng đẹp ở cái vòng eo và vòng lưng sau của mình là cái cơ lát. Thì từ đầy đủ của nó là latissimus dorsi. Thì cái cơ này nó có cái điểm bám của nó là nó đặc biệt hơn so với những cái cơ khác nhé. Là điểm có một đầu ấy thì nó vẫn bám vào cái xương cánh tay của các bạn này. Các bạn xem hình ảnh minh họa đây thì nó vẫn bám vào cái xương cánh tay của các bạn. Nhưng cái đầu còn lại của nó ấy thì nó bám một dải rất dài luôn. Từ cái đốt sống lồng ngực của mình trải dài xuống đến đốt sống thắt lưng và xuống tới những cái đốt sống xương cùng của các bạn ở phần cột sống luôn. Và nó bám vào những cái mao chậu ở phần xương chậu này nữa. Thì cái nó trải dài như thế, một đầu thì nó chỉ nối có một điểm như này, anh em xem hình minh họa đây biết, một đầu nó còn nối một điểm, nhưng một đầu nữa thì nó trải dài ra như thế. Vì thế nên cái lực của nó khi mà cả cái mảng cơ nó phát lực thì có nhiều góc nhá, nhiều góc để nó phát lực. Anh em nếu mà xem cái video trước về cái cơ thì anh em biết cơ nó cũng chỉ kéo và nó có thể hoạt động riêng biệt từng sợi cơ. Trong cái sợi cơ đấy thì nó có rất nhiều các tế bào cơ nữa, các sarcomere nữa. Thì khi nó hoạt động riêng biệt thì cái phần trên nó kéo nhiều hơn. Ví dụ như cái điểm nối trên này nó kéo nhiều hơn thì khác, thì do cái góc tay mình để khác và điểm dưới nữa. Thì nó tạo ra rất nhiều cái thế tay khi mình tập những cái bài mà liên quan đến cơ lát này. Cơ lát mình hay gọi cơ xô đấy, ở trong thể hình, trong gym thì mình hay gọi cơ xô ấy. Thế thì vì các điểm bám của cơ này nó như thế nên nó
tạo ra các chức năng của cái cơ này. Đầu tiên là nó sẽ có chức năng là đưa cánh tay của các bạn từ trên cao xuống thấp thế này, chuyển động từ trên cao xuống thấp này. Thì cái chuyển động này là các bạn hay gặp ở những cái bài từ trên cao xuống thấp, thì có thể các bạn là thẳng tay này hay cong tay thì không quan trọng, nhưng từ trên cao xuống thấp thì nó kéo cái phần xương cánh tay của các bạn xuống này. Khi các bạn gấp này thì nó vẫn kéo xương cánh tay được, chứ đừng có quan tâm quá nhiều đến cái phần cẳng tay này, cái khỉu khớp tay này. Mình đang quan tâm đến cái xương, cái cơ đấy nó nối ở xương cánh tay thôi. Nên đấy nó tạo cái chuyển động này cho các bạn. Thì các bạn thẳng tay hay các bạn gấp tay thì không quan trọng, nhưng mà khi mà cái cánh tay, nó đưa cánh tay từ trên cao xuống thấp, ok. Còn cái chức năng thứ hai của nó là giúp các bạn khép cánh tay, từ hai bên khép cánh tay lại gần thân. Thì cái chức năng này nó cũng khá giống với chức năng của cơ ngực của video trước mà Bằng đã làm rồi đấy. Cái chức năng thứ ba nữa là giúp cho các bạn xoay cái tay từ ngoài vào trong này, xoay cái tay vào. Thì với ba chức năng như thế thì chúng ta phải nhớ, như chúng ta xem này, chúng ta nhớ để chúng ta khi chúng ta tập thì chúng ta áp dụng được. Và chúng ta có 4 bước để phân tích, như cái video trước Bằng cũng đã nói rồi, 4 bước để phân tích là cái cơ nào là cơ chủ vận, nghịch vận trong cái bài tập của các bạn, để các bạn cảm nhận và tập được đúng cái ý đồ của mình hơn. Thế thì cái đầu tiên chúng ta quan tâm là cái chuyển động của nó, là chuyển động từ trên cao xuống thấp thế này, từ trên cao xuống thấp thế này. Thì sẽ có một cái các bạn liên tưởng thế này, ví dụ các bạn để ý là cái con báo, con hổ ấy, khi mà nó vồ mồi, khi mà nó chạy nhanh, nó vồ mồi ấy, thì chính cái chân trước của nó thì nó có cái cơ láp, là cái cơ giúp cho những cái chân trước của nó phi từ ra cao này và nó giật cái chân phía trước này để nó lao mình ra trước. Thì đấy chính là cái tác dụng đầu tiên mà rất hữu ích, rất vào nhiều cái cơ láp này, cơ xô này, là nó kéo tay mạnh về phía sau này của con người. Còn con báo thì nó, con hổ, con báo đấy, thì nó phi cái chân của mình từ trước này ra sau để nó phi người ra trước để chạy cho nhanh, để vồ mồi. Thì Bằng cũng tuổi hổ nhá, Bằng cũng tuổi hổ, nên là anh em mà muốn tập cái cơ này hiệu quả thì nhớ đến là Bằng hổ, Bằng tuổi hổ. Thì nhớ đến, tưởng tượng đến cái hình ảnh con hổ nó phi ấy, thì các bạn nhớ đến Bằng nhá, ok. Đấy là để cái hình dung để anh em khi tập luyện được tốt hơn với cái bài này. Thì nó vì cái điểm bám của nó là nó bám trải dài từ những cái đốt sống của xương sống của vùng ngực của chúng ta xuống đến tận dưới này. Vì cái điểm bám nó dài nên tạo ra rất nhiều góc. Thì tí nữa Bằng sẽ chia sẻ để tại sao lại có nhiều tư thế cầm của cái bài, những cái bài tập xô như vậy. Ví dụ tập bài này, anh em có thể dùng cái dây này cũng được này, hoặc là dùng máy này cũng được, để Bằng minh họa cho anh em luôn. Hết tập thế này thì anh em nhớ đến con báo, nhớ đến con hổ, con báo đấy, thì anh em hãy hình dung ra nó khi nó vồ mồi thì cái chân nó không có xe ra ngoài, xè ra hai chân ra, thì mình cũng không, khi mình để thu hai cái tay lại gần nhau như thế này này, cầm ngửa hay cầm úp hay cầm ngang thì tí nữa Bằng sẽ nói nhá. Còn khi hôm nay thì kéo này, thì các bạn để ý các bạn kéo thì cái khuỷu tay các bạn gấp, nhưng mà quan trọng là các bạn phải tưởng tượng ra là cái nối, vì cái điểm cơ nó nối đây thì cái tay nó di chuyển từ trên này, nó kéo ra sau này, từ ngoài kéo ra sau, giống như con báo vồ mồi ấy. Nhưng mà nó khác là nó cong cái gấp này thì mình kệ nó đi, kệ cái này đừng quan tâm, và mình quan tâm đến cái kéo này thì quan tâm đến cái clap để nó kéo cái xương cánh tay của chúng ta khép ra sau, mở ra. Và khi kéo này thì đây là concentric đúng không, kéo rất khoát. Và khi mở ra thì eccentric thì chúng ta mở từ từ, mở từ từ để eccentric ra lên đây thì giữ lại, đừng có thả hết cũng được, thả hết hay không thả hết thì nếu mà các bạn tập bằng cái dây kháng lực ấy thì không thả hết, để giữ cái hiện tượng tạo ra cái trạng thái isometric đúng không, thì nó có ba cái đấy thì phát lực tốt hơn. Thì video trước đấy nó phát triển tốt hơn rồi. Đấy là cách mình tập. Thì khi tập nữa thì các bạn cũng, đây là Bằng đang nói đến cơ lap thôi, thì các bạn tập để tay gần nhau như thế thì nó cô lập cái vùng cơ lap này tốt hơn. Thế thì những cái bài tập mà lưng sau thì nó đều liên quan đến cái xương bả vai nữa, thì anh em xem lại cái video xương bả vai ở trên kênh YouTube của Bằng ấy, và app YouTube Võ Nguyễn Bằng, rõ năm xương, năm cơ nối với xương bả vai thì sẽ ra video đấy. Hoặc anh em vào thẳng kênh luôn rồi tìm kiểu gì cũng có video nào cũng hữu ích cho anh em cả mà. Thì những cái bài tập này anh em để ý gì, ngoài cái di chuyển cái khớp
xương bả vai nhá, thì di chuyển cái khớp vai nhá, thì anh em để ý di chuyển cái xương bả vai nữa. Xương bả vai khi nó di chuyển thì nó đều tác dụng vào những cái cơ đấy, tùy hướng di chuyển. Như di chuyển ở sau này thì kiểu gì cơ tráp, cái khối cơ tráp rất lớn ở phía sau, ở phía trên của cơ xô mình đang nói ở đây này, thì nó phát triển rất tốt. Rồi cơ rhomboid ở phía sau phần cơ tráp đấy nữa, thì tráp có tráp trên tráp dưới, thì khi mình tập này mình cầm hẹp này thì khoảng di chuyển của cơ tráp nó khó hơn, nhưng mà nó lại cô lập vào cái cơ lát này rất là nhiều. Cái thứ hai là anh em cầm rộng thế này. Đây ví dụ anh em cầm rộng thế này, có thể tập trước hay sau gì thì tùy anh em nhé. Bằng tập trước này thì khi kéo xuống nó cũng y xì như thế, và nó anh em lúc nãy nhớ là có cái chức năng là nó thu hai cái tay của mình khép ngang. Thì đây, đây nó khép này, hoặc em nghĩ thẳng người này nó cũng khép này, nếu mà để ngang thân. Thì mình quan tâm đến cái xương cánh tay này nó kéo xuống thôi, nó như thế này thôi, thì nó vẫn là cơ lap. Và mình vẫn thực hiện ba cái trạng thái concentric, isometric và eccentric đấy trong cái bài tập. Thì đấy là cách cầm rộng. Và ngoài ra thì khi mà mình cầm rộng ấy thì mình di chuyển cái xương bả vai nó tốt hơn, và nó cũng phát triển cơ, những cái cơ ở phần thân trên này nhiều hơn ở phía sau. Còn cô lập, muốn cô lập thì cầm thu lại, cô lập cái cơ này. Và ngoài ra nữa, nếu như anh em mà cầm rộng thế này này thì nó khiến cái vùng trên này phát triển hơn, còn khi cầm hẹp này thì nó cô lập và nó gần như vào đều nhiều hơn. Đấy thì cầm rộng thì nó còn có cái kiểu này nữa, kiểu phần sau này nữa. Thì cái bài này là bài compound, nó là khớp, mình không quan tâm nhiều đến cái khớp cùi trỏ tay nhá, không quan tâm nhiều mà quan tâm đến sự di chuyển của cái xương cánh tay này di chuyển xuống thì cơ lap nó ảnh hưởng rồi. Rồi mình quan tâm đến hai cái sự di chuyển của xương bả vai. Với những người không tập gym, chưa chơi thể thao thì rất khó điều khiển xương bả vai, nên bằng luôn nói anh em ở nhà ngồi điều khiển xương bả vai. Ngồi mình chưa làm gì mình điều khiển nó, thì cái não bộ nó quen, sau vào những bài tập này mình điều khiển xương bả vai ấy, thì nó một lúc bài tập nó tác động được rất nhiều vào cái phần thân sau này. Còn cách cầm thì có cầm úp và cầm ngửa, và có cái kiểu cầm bỏ cái này lên này thì nó cầm ngang này nữa, thì nó cũng có cái góc độ tác dụng khác nhau, kể cả vào cơ lap hay những cơ trên. Thì do cái cơ lap này nó cái điểm nối vào cái xương cuộc sống của mình nó là một khoảng dài này, thì khi mình cầm như thế thì cái tay mình xoay thì cái điểm nối trên này nó cũng xoay khác, nên nó tác dụng khác. Anh em mà mới tập thì tập thế nào nó cũng lên, nhưng mà tập lâu rồi thì cũng nên tập đa dạng các góc để tác động vào toàn diện cái ấy hơn, thì nó phá vỡ cái giới hạn thích nghi của cơ tốt hơn và phát triển được cơ tốt hơn. Rồi còn cái kiểu mà cầm ngửa này này thì anh em hay bị dính cái lỗi là dùng cái cơ tay trước nó kéo là nhiều, kéo cái cùi trỏ xuống nhiều, mà anh em quên mất rằng là mình phải cảm nhận cái cơ sau này nó kéo cái xương bả vai xuống này, rồi nó bắt đầu kéo cái tay mình xuống ra sau, và kéo thì dứt khoát lên chậm, eccentric đúng không, lên đây lại isometric, concentric thì xuống đây lại eccentric, isocentric là giữ đấy, tập cảm nhận. Làm thế này nó khá dài nhá, nếu anh em không biết là anh em muốn xem dài hay xem ngắn thì bằng cố gắng tập lại cho body nó hơi được một tí, để khi miêu tả này nó có cơ bắp lộ ra anh em sẽ dễ nhìn hơn. Rồi những cái bài kéo ngang như thế này thì nếu anh em mà xem video thì anh em cũng tự phân tích được là nó vào phần nào. Ví dụ cái tay mình thì mình khi mình kéo này thì nó cũng ra sau, nó cũng từ trên này ra sau, thì anh em nghĩ là cơ lap nó có tham gia không? Vì nó kéo ra sau mà. Nghĩ xem nó có tham gia không? Mà cái bài này nữa thì nó lại có phải để ý cái xương bả vai nó kéo. Xương bả vai nó cũng đẩy ra sau. Thì xương bả vai di chuyển ra sau là cơ nào? Tráp, rồi cơ rhomboid đúng không? Còn thêm một cơ nữa. Khi anh em tập những cái bài với cơ xô này thì có một cơ nó tham gia. Cơ này hôm trước là ở trong cái video mà nói về nhóm rotator cuff, nhóm giúp ổn định khớp vai của các bạn ấy. Thì cái cơ này là hôm trước là bằng nói 4 cơ rồi, thì là có cái cơ tròn bé là nó nối ở cánh tay của các bạn đến cái xương bả vai này đúng không? Cơ tròn bé. Thì phía dưới cơ tròn bé này nó có một cơ nữa là tròn lớn, thì nó không tương tự như cái cơ tròn bé đấy thôi, nhưng nó to cả một mảng to hơn. Vì thế nên là khi tập những cái bài xô như này, bài xô này thì cái cơ tròn lớn này nó cũng tác dụng lực
tác dụng rực lực rất nhiều vào cái cơ tròn lớn đấy. Thì khi anh em mà mở rộng tay ra ấy, kéo ấy, so với góc này này, góc này thì nó cô lập nhiều vào cái cơ lát hơn, cái cơ xô hơn. Còn khi anh em mà để rộng tay ra thì có cái, nó tác dụng nhiều thêm vào cái phần trên của những cái sợi cơ phía trên của cái cơ lát, và đồng thời nó cũng vào nhiều vào cái cơ tròn lớn ở phía dưới trong cái nhóm rotator cuff hôm trước ấy. Rotator cuff thì hôm bằng chia sẻ cái cơ tròn bé thôi, chứ còn có thêm cơ cơ tròn lớn nữa. Rồi, không biết phần nào để chia sẻ nữa cho anh em nhỉ? Anh em comment xuống dưới nhá. Thì bằng chia sẻ như thế này thì nó cũng khá chi tiết để anh em tập rồi, cũng giải thích được tại sao rồi, tại sao lại phải tập như thế rồi, còn làm như thế nào thì em sáng tạo ra làm. Và khi tập đến cơ lát này thì anh em nhớ đến bằng nhá, nhớ đến bằng là sẽ nhớ đến con hổ. Nhớ đến vì bằng tuổi hổ mà nhớ đến con hổ thì nhớ đến động tác vồ mồi của con hổ, động tác phi ra phía trước như này như thế nào. Thì đấy là cái cơ lát nó giúp cái tay mình phi xuống thì khép tay thì nó vào nhiều lát hơn. Nhưng muốn để cái phần xô và phần lưng trên nó đẹp thì không phải mỗi cái cơ lát này mà có cả xương, những cái cơ khác, ví dụ như ở cơ tráp rồi những cái cơ tròn lớn ở dưới nách mình nó phì ra thế này nữa. Ok chưa anh em? Anh em nếu thấy video này hữu ích thì nhớ lên kênh YouTube mà chia sẻ cái video từ YouTube đấy về cho nhiều người cùng biết. Bằng giờ làm video thì bằng khi muốn làm kết hợp lúc bằng tập bằng nói luôn, bằng nhớ ra thì bằng nói luôn những phần như thế này. Thì không biết anh em xem thế này có cảm thấy khó chịu cho anh em không, hay là anh em muốn bằng tạo cái kịch bản rồi nói ngay từ đầu thì nó có thể nó nhanh hơn. Nhưng mà nhiều khi mình nó không mô tả chi tiết được, và làm như thế thì bằng những short b-roll được bằng về edit rất là lâu. Một ngày để dành hết thời gian làm thì bằng chỉ làm được một video. Và các bạn thấy đấy, lâu nay trong cái mùa dịch này bằng mỗi ngày đều ra một video ở trên kênh YouTube của bằng. Vì bằng biết rằng trong mùa dịch này anh em xem, cần xem rất nhiều để anh em tập luyện nó dễ hơn tại nhà. Và khi anh em rỗi ở nhà thì anh em có cái để xem, đấy là sự nỗ lực của bằng để làm video. Nên anh em xem ở trên kênh YouTube thì comment xuống để bằng biết, để bằng có động lực làm thêm nữa. Thật sự là buổi tối phải edit video rồi ngày cũng muốn đi tập cho nó body ngon ra, như mình quay chụp như thế này thì gần như mình tập để nó ra mồ hôi để cho nó có cái năng lượng đó thôi, body nó không được đẹp, anh em cố gắng thông cảm cho bằng. Và những cái chia sẻ như thế này thì nó trên cái trải nghiệm của bằng, nó có đúng có thiếu sót thì mong anh em góp ý và ủng hộ kênh. Mấy hôm nay bằng không khóc thì hình như anh em lại quên không ủng hộ kênh bằng rồi. Rất biết ơn anh em, những người đã sub kênh, đã để lại comment những cái câu hỏi, những cái chủ đề anh em quan tâm để bằng hoàn thiện mình hơn, bằng làm để phục vụ anh em nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tôi là Bằng, tôi muốn cùng các bạn tạo nên cuộc sống tuyệt vời hơn. Xin chào.